Dạ con chào cha và chào quý cộng đoàn giáo hội ạ. Con tên là Maria Trần Thị Thanh Hường. Con thuộc xứ Tường Loan, giáo họ lẻ Văn Hưng ạ, trực thuộc thành phố Nam Định. Con hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Hôm nay con được hai ơn nên con lên làm chứng cho Chúa. Ơn thứ nhất của con là ba của con là chùm họ lẻ ạ. Lấy mẹ con là người Tân Tòng. Thì cách đây một năm rưỡi thì mẹ con phát hiện ra bệnh ung thư vú. Thì trong quá trình điều trị một năm rưỡi thì mẹ con sức khỏe rất là yếu. Và qua trong quá trình mà điều trị và đến nhà thờ giáo điểm Thanh Đường mừng thì mẹ con đã khỏi bệnh và hoàn toàn đi lại bình thường, sinh hoạt cũng bình thường, ăn uống đầy đủ ạ. Và như một người bình thường luôn, không có vấn đề gì bệnh tật. Vâng. Đó là ơn thứ nhất là mẹ của con hả? Vâng, còn ơn thứ hai? Dạ, ơn thứ hai của con thì cách đây đầu tháng trước ạ, thì con thấy sức khỏe trong người con có một chút vấn đề, hơi mệt. Thì con có đi khám định kỳ tổng quát lại sức khỏe, thì bác sĩ có thông báo cho con là con có một khối u ở ngực giống của mẹ con. Thì ngay lúc đấy thì con rất là buồn và khóc rất là nhiều. Thì mẹ con cũng động viên con và hai mẹ con ngay ngày hôm sau bắt xe lên giáo điểm Tin Mừng để gặp cha, để xin cha ban phước lành lên trên trán của con. Và con cha cũng nhìn thấy con là rất là khóc rất là nhiều, và cha có ôm con, cha nói rằng là chắc chắn con sẽ không sao đâu, cha tin chắc là vậy, con yên tâm nhé. Và sau lúc đấy thì 4 giờ thì con sẽ có kết quả xét nghiệm ở bệnh viện Hoàng Hảo. Thì lúc đấy là con gặp cha con là lúc 3 giờ. Sau lúc mà được cái ơn của cha thì con bắt taxi về luôn bệnh viện. Và một tiếng sau thì con có kết quả là lúc 4 giờ 20 phút ạ. Thì bác sĩ có thông báo con là con hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết ạ. Và hôm nay con rất là vui và con cảm ơn cha là khi con lên thì con cũng không biết là con được làm chứng trước Chúa. Thì cha con nói, cha con rất là vui là cha nhận ra con và cha ôm con, cha nói là con lên làm chứng cho Chúa nhé. Và hôm nay thì con không nghĩ là con được cái ơn sủng và ngẫu nhiên như vậy ạ. Và trước đó thì con cũng nói với mẹ con, và mẹ con mà nói chắc chắn là hôm ngày hôm nay cũng là sau một tháng thì hai mẹ con cũng đến đây để cảm tạ Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn giáo hội đã cầu nguyện cho gia đình con. Và hôm mẹ con là người Tân Tòng và hôm nay mẹ con cũng truyền sức mạnh cho gia đình con, là gia đình bên ngoại con là đều là người Tân Tòng hết, và có cô dì chú và các em cũng vào đây ạ để cầu nguyện ạ, và mọi người đang ngồi ở dưới ạ. Dạ. Tất cả đều là những Tân Tòng, còn con là đạo ý. Con là đạo Thiên Chúa, là tại vì ba con là người đạo gốc, lấy mẹ con là người Tân Tòng. Dạ, và ba con cũng là chùm một giáo họ lẻ. Nhà con trụ nhà con đi cạnh nhà thờ và cũng đang xây nhà thờ sắp xong, sắp khánh thành rồi ạ. Chào tặng cho con tấm ảnh thánh Faustina nha. Và con đưa về cho giáo sứ của con, cho bà của con để giới thiệu lòng thương xót Chúa, và nhất là giới thiệu một vị thánh rất là đẹp, rất là hiền, rất là dễ thương giống như con. Và cha gặp con hai lần thì hai lần nó hoàn toàn khác nhau. Cái lần đó 3 giờ chiều thì con đến cứ khóc suốt và rất là thất vọng, rất là ngã lòng. Thì như cô ấy vừa mới nói, và chỉ sau đúng một tiếng thì Chúa đã biến đổi được từ nước mắt thành nụ cười. Và hôm nay cô đến đây cũng như thế, xin lên đặt tay, nhưng mà tràn đầy nụ cười, tràn đầy hân hoan, tràn đầy niềm vui vì đã được Chúa cứu chữa, được Chúa nhận lời. Hallelujah! Ta tặng cho con cái máy 307 giảng lòng Chúa thương xót để đem về cho ba của con, cho mẹ của con để biết đến lòng thương xót của Chúa. Và họ bên ngoại của con bây giờ thì đã hầu hết đã tin vào Chúa, đã đến đây cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Đây là những món quà con về trao cho họ bên ngoại, là những người Tân Tòng hoặc những người đang muốn biết về Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, con về chỗ bình an. Rồi, con.